bố mẹ hơi bị chiều em đấy. Mỗi tội hơi bận tí thôi. Chị đưa mày đi ăn đi cháo nóng nhá. Đi ăn cháo nóng. Không ăn. Ăn đi. Giờ không phải ăn cho mình mày đâu. Về. Em đi được. Nhìn cầu thang kìa. Nhìn này. 1, 2. Quả chưa? Ê. Nhìn ngon thế này mà chơi cùng hệ á. Làm trò gì? Mày là ai đấy? Mày là ai? Là ai? Đĩa đấy. Ủa làm gì? Này anh bảo. Đi chơi với anh. Đi. Vui lắm. Em sẽ biết thế nào là hương vị của tình yêu anh hiểu không? Anh ơi. Em mà. Con chó này mày dám đánh tôi hả? Mày mày đánh tao á? Con này. Con chó này. Bắt cặp ra! Nhắc cho tôi về phường! Vậy là tôi đoán được chị Bộ đi đâu rồi. Đi, tôi đưa đi. Chuyện nhỏ thôi, không cần đâu. Chờ tôi chút. Nộp phạt xong chúng tôi có thể về được chưa ạ? Vâng, các chị có thể về. Nhưng những đối tượng đêm qua dương tính với ma túy sẽ bị tạm giữ. Vâng, chúng tôi không hề liên quan đến họ đâu ạ. Tôi xin phép tôi về ạ. Dậy. Nhanh lên còn về. Sao vẫn ở đây này? Chót hứa với cô chú rồi. Chứ không á, tao đánh cho mày tỉnh. Chị thì kinh rồi. Thôi đi về đi. Em phải tắm đã, hồi quá. Mày thì giỏi cháo hành người khác. Này, trả lại cậu. Này. Trời đang lạnh, cứ khoác vào đi này. Gian. Hai người. Sao trông bộ dạng em lại thế này? Em nên về nhà trước đi. Anh đưa em về. Anh đang có việc. Chị gọi xe đưa cô về nhá. Anh giỏi để nhắc lại câu vừa rồi xem. Anh bận. Em tự về nhà đi. Anh dám làm thế với tôi à? Anh coi chị ta hơn tôi đúng không? Anh nhắc lại, mối quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè, công việc. Vậy thôi. Anh! Thôi! Ôi! Đừng có tự làm tổn thương mình nữa. Đi, chị đưa mày về.